cảm thấy Hen rất là đặc biệt và rất là đẹp sau phần trình diễn trong một vừa rồi. Như vậy thì Hen cảm thấy như thế nào với một phần trình diễn nhát với đây với tất cả quý vị khách mời ngày hôm nay? Lời đầu tiên cho phép Hen gửi một lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt tại ngày hôm nay. Ngày hôm nay khi mà Hen được mặc bộ tất cả các cô, bản thân Hen cảm thấy rất là hạnh phúc và gửi lời cảm ơn chân thành nhất của Hen tới ba nhà thiết kế đã đồng hành cùng Hen. Sáu nhà thiết kế đã đồng hành cùng Hen và ba nhà thiết kế tiếp tục chiến đấu trong chung kết và ngày hôm nay đã lựa chọn ra bộ bánh mì để đồng hành với Hen tại Miss Universe. Khi mà mặc lên thì Hen cảm thấy rất là thoải mái, rất là thích thú. Nhưng thứ nhất đấy, những hình ảnh bánh mì rất là gần gũi với con người Việt Nam chúng ta. Hen hay nói là dù đi bất cứ nơi nào, có hẻm hay một nơi nghèo nàn hay một nơi giàu sang thì bạn vẫn thấy bánh mì của Việt Nam. Và tất cả mọi người Việt Nam của chúng ta, Hen chắc chắn một điều rằng ai cũng đã từng ăn bánh mì, thậm chí là một năm có thể một người nào đó sẽ ăn gần 50 ổ hoặc là trên hoặc là hơn số đó. Với nó thật sự rất là gần gũi trên đời sống của Hen, gần gũi với khoảng thời gian sinh viên, khoảng thời gian Hen xa nhà. Và tất cả bộ trang phục này là nói lên hết tinh thần của Hen, tinh thần của Việt Nam, sự gần gũi của Việt Nam. Có một câu là có thức với một tự tạo thì bánh mì đã đem lại cho chúng ta những cái nguồn năng lượng cho tất cả mọi người đã sử dụng nó. Và khi mọi người thấy thiết kế của bộ đồ này, bộ bánh mì này thì có một sự đặc biệt đấy chính là cánh hoa vươn lên thể hiện tinh thần của hoa sen. Hoa sen là đặc trưng của Việt Nam. Và bánh mì này thì có rất là nhiều thông điệp khác nhau. Và khi mọi người đã chỉnh sửa lại, thiết kế đã cố gắng chỉnh sửa lại thật sự phù hợp, thật sự mang một cái tinh hoa văn hóa của đất nước Việt Nam đến đấu trường quốc tế. Đấy là một cái điều mà em cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, khâm phục và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà nhà thiết kế đã dành cho em nhiều tình cảm đến như vậy. Và em hy vọng rằng bộ trang phục này sẽ đồng hành cùng Hen và mọi người trên thế giới sẽ nhìn thấy rằng Hen Ye và bánh mì món ăn phổ biến nhất của đất nước Việt Nam cũng như là hình dung một hoa sen đang nở và tỏ ra một cái đẹp của tinh hoa của đất nước Việt Nam. Em xin cảm ơn.